Quy tắc công viên giải trí Smiley. 10 quy tắc. Chỉ có 10 quy tắc mà tôi cần tuân theo trong công việc mới của mình. Về lý thuyết, điều đó quá dễ dàng, đặc biệt khi bạn biết rằng tôi làm việc vào ban ngày, ban đêm và đôi khi cả ngoài giờ để giúp dọn dẹp với mức lương $20 một giờ. Thực sự, nó giống như một phép màu từ trời ban. Đó cũng là cách tôi nghĩ về công việc này khi bước vào công viên giải trí Smiley vào ngày đầu tiên. Tôi hoàn toàn lạc quan, vui mừng vì vừa mới tốt nghiệp mà đã có được công việc này. Nhưng tôi không hề hay biết rằng một công việc đơn giản tại công viên giải trí lại mang đến cho tôi những trải nghiệm địa ngục nhất trong cuộc đời. Tôi nhớ rõ hôm ngồi ở bàn bếp trong căn hộ nhỏ của mình, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Cảm giác thật sảng khoái khi có thể ngồi nhâm nhi một tách cà phê mà không phải lo lắng về việc viết gấp một bài luận 10 trang sắp đến hạn. Bạn cùng phòng của tôi, Sander, cũng đang ở trong bếp, đứng bên quầy, ném quả bóng tennis xuống sàn và tường, rồi liên tục bắt lại. Tiếng thình thịch nhịp nhàng của quả bóng làm tôi hơi mất tập trung khi đang ở. Cậu đang làm gì vậy? Anh ấy hỏi. Tôi liếc nhìn sang, thấy anh ấy tung quả bóng từ tay này sang tay kia. Tôi dựa lưng ra sau ghế. Tớ đang tìm việc được khoảng 30 phút rồi. Tôi đáp, nghe có vẻ mệt mỏi hơn. Tìm việc. Sander cười khẩy. Tụi mình vừa mới tốt nghiệp đại học, đáng ra phải lo ăn mừng chứ không phải lo lắng công việc này nọ. Sander giơ quả bóng tennis lên cao với vẻ đắc thắng. Anh ấy vuốt mái tóc đen, cứng ngắc vì gel của mình bằng bàn tay rám nắng rồi cười khúc khích. Tôi mỉm cười và đảo mắt. Tụi mình đã ăn mừng cả tuần rồi mà, tớ đã phải chờ mọi người về từ quán bar lúc 2 giờ sáng đến tận 5 lần rồi, phải không? Tôi nhún mày trêu chọc. Sander cười phá lên. Có thể. Nhưng cậu chỉ mới say đến bất tỉnh có một lần thôi, vậy là ít hơn 4 lần rồi đấy. Tôi quay lại nhìn màn hình laptop, vừa lướt Google tìm các trang tuyển dụng, vừa tiếp tục trò chuyện với Sander. Thôi nào, tớ chỉ muốn tìm một công việc ổn định để kiếm tiền. Tiền thuê nhà đâu có tự trả được. Sander bật lên, giả vờ sực nhớ ra điều gì. Ô, cậu biết cái gì cũng không tự trả được không? Chuyến đi mà tụi mình dự định sau khi tốt nghiệp ấy. Cậu nhớ không, chuyến đi Pháp với tớ, cậu, Thomas và Brady. Chết thật, cậu nói đúng, kiếm tiền để đi thôi. Sự hào hứng của Sander dường như tăng lên sau mỗi câu nói. Tôi cười, xoa mặt bằng tay. Thật lòng mà nói, đó không phải là ưu tiên đầu tiên của tớ, nhưng tớ sẽ ghi nhớ. À, tớ nghe nói Abby vừa nhận việc ở cái công viên giải trí cách đây khoảng 20 phút lái xe. Có khi họ vẫn đang tuyển người đấy, Sander nói, vừa ném bóng vừa đi đến bàn. Anh ấy ngồi xuống ngay sau laptop của tôi, ném quả bóng giữa hai chân. Tôi nhìn lên anh ấy. Abby McNeil hả? Tôi hỏi. Ừ, không phải hồi cấp 3 cậu thích cô ấy lắm à? Tụi tớ vẫn thi thoảng nói chuyện đấy. Mặt tôi đỏ bừng. Đúng là hồi cấp 3 tôi từng rất thích Abby. Tôi đã kể mãi với Sander về cô ấy. Đó là giai đoạn khá xấu hổ trong cuộc đời tôi. Đó là chuyện cũ rồi. Tớ có theo dõi mạng xã hội của cô ấy, nhưng cũng lâu rồi không nói chuyện. Thử xin việc ở chỗ cô ấy xem. Hai người có thể nối lại tình xưa và biết đâu cậu sẽ có được cô ấy. Anh ấy liếc tôi với ánh mắt tinh quái và nụ cười nham hiểm. Tôi cười phá lên. Ừ, có thể tớ sẽ thử xem, nhưng tớ không làm vì lý do đó đâu. Sander làm tiếng xì rồi hít một hơi qua kẽ răng. Tớ không biết đâu, nghe giống kiểu lời của một tên trai tân tuyệt vọng. Tôi đá vào chân anh ấy dưới gầm bàn. Ái! Câm miệng. Được rồi, Sander cười. Tớ sẽ nhắn tin cho cô ấy và nói rằng Asher Declan muốn hỏi về việc xin việc ở công viên giải trí Smiley. Thật không? Chắc chắn rồi, tớ là bạn tốt mà, sẵn lòng giúp cậu kiếm việc và cả bạn gái nữa. Tôi mỉm cười, gật đầu với anh ấy. Cảm ơn nhé. Đúng như lời Sander nói, anh ấy đã nhắn tin cho Abby về việc tôi muốn làm ở công viên Smiley ngay trong ngày hôm đó. Phải đến trưa hôm sau cô ấy mới trả lời, nhưng tôi vô cùng phấn khởi khi biết họ đang tuyển thêm nhân viên. Abby thậm chí còn bảo Sander đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy để có thể trao đổi thêm. Dù không còn thích cô ấy như hồi xưa, nhưng khi nhận được số của Abby, tôi vẫn cảm thấy hơi phấn khích. Tôi nhớ cô ấy hài hước, thông minh và xinh đẹp ra sao hồi cấp 3. Chúng tôi từng là bạn rất thân, nên tôi rất háo hức khi nghĩ đến việc có thể trò chuyện lại sau một thời gian dài như vậy. Chúng tôi trao đổi qua lại về công việc và những điều tôi sẽ phải làm. Họ đang tìm một người vận hành vài trò chơi và thỉnh thoảng đi quanh công viên để hỗ trợ khách hàng.
Tôi khá là hòa đồng và nghĩ mình học máy móc cũng nhanh, nên đoán rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì với công việc này. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là tôi không cần phải phỏng vấn. Abby nói rằng cô ấy sẽ chuyển thông tin của tôi cho Nicole, quản lý của công viên. Mặc dù hơi bối rối, tôi đồng ý. Và khoảng 20 phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Chào Asher Declan phải không? Tôi là Nicole Don, quản lý của công viên giải trí Smiley. Tôi rất hài lòng với những thông tin Abby McNeil cung cấp về cậu và rất vui nếu cậu có thể làm việc với chúng tôi. Nếu tiện, tôi muốn mời cậu đến lúc 11 giờ sáng thứ bảy này để làm ca sáng, tối và dọn dẹp. Tôi sẽ để Abby theo cùng cậu ngày hôm đó để hướng dẫn những điều cơ bản. Cảm ơn. Tôi cảm thấy hơi sốc khi nhận được tin nhắn. Ngày đầu tiên của tôi sẽ là thứ bảy. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao? Hơn nữa, tôi còn không có buổi phỏng vấn nào cả. Mọi thứ có vẻ quá vội vàng. Nhưng tôi đoán họ đang thiếu nhân viên nghiêm trọng và cần người làm ngay. Nên tôi đã trả lời tích cực cho Nicole. Chào Nicole, đúng rồi, tôi là Asher. Tôi sẽ có mặt vào lúc 11 giờ sáng thứ bảy. Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội này. Tôi để lại tin nhắn đó, cảm ơn Abby một lần nữa và tiếp tục công việc của mình trong ngày hôm đó. Thứ bảy đến nhanh hơn tôi mong đợi. Tôi cảm thấy khá chuẩn bị cho ngày đầu tiên, nhưng vẫn lo lắng tột độ khi lái xe đến công viên giải trí. Sander ngồi ghế phụ. Anh ấy muốn đi cùng tôi để gặp lại Abby vì cũng đã lâu rồi anh ấy không gặp cô ấy. Sander đang lướt điện thoại, uống nước ngọt, may mà không để ý đến vẻ ngoài run rẩy và đẫm mồ hôi của tôi. Cậu háo hức chứ? Anh ấy hỏi sau khi uống một ngụm nữa. Tôi suy nghĩ một lúc. Ừ, có lẽ vậy. Không thể tin được cậu xin việc dễ thế. Thấy chưa, tớ có thể giúp khi tớ muốn đấy, đúng không? Sander cười lớn và tôi cũng cười khẽ đáp lại. Tôi thấy anh ấy quay sang nhìn mình từ khóe mắt, ngả lưng ra sau ghế, cười lần nữa. Cậu trông lo lắng quá, có ổn không? Tôi nheo mắt lại, mím chặt môi. Tớ ổn, tôi nói dối. Được thôi, Sander đáp lại. Cậu sẽ làm tốt. Chỉ cần đừng bị bắt gặp trong nhà vệ sinh với Abby là được. Tôi muốn đấm anh ta, nhưng quyết định giữ tay mình chặt trên vô lăng. Sau khoảng 20 phút lái xe căng thẳng, chúng tôi đến công viên. Tôi không thể bình tĩnh chút nào trên đường đi. Thậm chí khi bước xuống xe dưới ánh nắng chói chang, chân tôi cảm giác như muốn khuỵu xuống. Tôi phải bám vào cửa xe để giữ thăng bằng, hít một hơi thật sâu. Sander bước qua chỗ tôi, tay đút túi quần jeans. Anh ấy lại cười, và tôi nhìn anh với ánh mắt bực bội nhất có thể. Cậu đang run kìa. Bình tĩnh lại đi. Nghĩ đơn giản như đang đi chơi công viên với một người bạn cũ thôi, cậu sẽ ổn mà. Sander vỗ vai tôi khi đi qua. Tôi lại hít một hơi sâu và đóng cửa xe gật đầu. Ừ được rồi, tôi lẩm bẩm. Rồi tôi theo anh ấy vào công viên. Đó là một ngày hè nóng nực và công viên cực kỳ đông đúc. Trẻ em, thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh và thậm chí cả một vài người lớn tuổi đi lại với những con thú bông khổng lồ và bánh phễu trên tay. Mọi thứ như một ngày hè hoàn hảo, và nó khiến tôi quên đi sự lo lắng trong một khoảnh khắc khi nhìn mọi người vui vẻ như vậy. Này kia là Abby, Sander nói, chỉ về phía chiếc ô sọc đỏ trắng. Dưới ô là một cái bục gỗ và một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước, lật qua lại vài tờ tài liệu. Tôi nhận ra ngay lập tức mái tóc nâu nhạt gợn sóng và đôi mắt to màu hổ phách của cô ấy vẫn dịu dàng như hồi cấp 3. Tôi mỉm cười, những ký ức về việc chơi cùng cô ấy sau giờ học lại hiện về sau bao nhiêu năm. Sander gọi tên cô ấy và cô ấy nhìn lên, có vẻ hơi giật mình. Rồi cô cười và vẫy tay chào chúng tôi. Sander, Asher, chào các cậu. Cô ấy nói vui vẻ. Chào Abby. Tôi định chìa tay ra bắt, nhưng Abby đã ôm chầm lấy tôi trước khi tôi kịp phản ứng. Cô ấy ngước nhìn tôi khi thả ra và tôi chắc là má mình lúc đó đã bắt đầu đỏ lên. Tớ rất vui vì cậu quyết định nhận công việc này. Ở đây buồn chán lắm, chẳng có ai để tớ nói chuyện cả, Abby nói. Tôi cười khúc khích. Ừ, tất cả là nhờ anh chàng này đã giúp tớ kiếm được việc đấy. Tôi chỉ ngón tay cái về phía Sander. Anh ấy vẫy tay chào Abby rồi giang tay ra đòi ôm. Cô ấy mỉm cười và ôm anh ấy chặt. Cũng lâu rồi không gặp cậu, cô ấy vui vẻ nói. Haha ừ, rất vui được gặp lại cậu, Apps. Sander vỗ nhẹ vào vai cô. Tớ định ở lại chơi vài trò, nhưng tớ phải đi cắt tóc trong 30 phút nữa. Ngày mai tớ sẽ ghé lại nhé. Anh ấy nhìn lên tôi và cười danh mãnh. Chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ, anh bạn. Cảm ơn nhé. Anh ta vẫy tay chào tôi và Abby, cười nhẹ rồi bước đi. Chúng tôi cũng vẫy lại và chào tạm biệt. Khi Sander đã đi xa và không còn nhìn về phía chúng tôi nữa,
Tôi bước lại gần bục mà Abby đang đứng khi tôi đến. Được rồi, Asher, cô ấy nói, nhìn vào sấp giấy trước mặt. Cậu có phiền điền vào tờ đơn này rồi mang nó cho Nicole không? Cô ấy chắc đang ở văn phòng của sếp ở phía sau tòa nhà hỗ trợ khách hàng. Giọng cô ấy có chút nhẹ nhàng hơn, nghe gần như mệt mỏi. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, giơ ngón tay cái qua vai chỉ về phía sau, đồng thời đưa tờ giấy cho tôi bằng tay kia. Tôi không để ý trước đó, nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy có những quầng thâm dưới đôi mắt nâu sẫm của Abby. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái luôn vui tươi như cô ấy lại trông mệt mỏi đến vậy. Tôi định hỏi xem cô ấy có ổn không, nhưng chưa kịp nói thì Abby đã liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái và thở ra một tiếng thở dài run rẩy. Chết tiệt, cô ấy thì thầm. Gần như ép tờ giấy vào tay tôi, Abby cố gắng nở nụ cười mà tôi thấy giả tạo nhất từ trước đến giờ rồi gật đầu với tôi. Tôi sẽ gặp lại cậu sau khoảng 20 phút nữa nhé. Giờ thì cậu cứ đi nói chuyện với Nicole đi, gặp lại sau nha. Cô ấy quay người và chạy nhanh khỏi bục, hướng về phía trung tâm đông đúc của công viên. Sau vài giây chạy, Abby bắt đầu tăng tốc, gần như hoảng hốt, nhưng vẫn cố không thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một cảm giác lo lắng nổi lên trong lòng tôi khi tôi mím chặt môi. Bỗng nhiên, tôi có một cảm giác rất xấu về nơi này. Không thể nào cô gái vui vẻ như Abby McNeil lại có thể kiệt sức nhanh chóng như vậy. Hẳn là nơi này đã làm cô ấy mệt mỏi thật sự. Dù vậy, tôi vẫn bước vào tòa nhà hỗ trợ khách hàng với những bước chân thận trọng, nhìn ngó xung quanh. Bên trong tòa nhà, mọi người đang trò chuyện, ăn uống, thư giãn hoặc nói chuyện với các nhân viên. Tôi để ý rằng chỉ có 4 nhân viên trong toàn bộ tòa nhà. Một người đàn ông cao, gầy với mái tóc vàng bẩn. Một phụ nữ da ngăm với mái tóc đen dài và đeo kính đen. Một người đàn ông nhỏ bé hơi mập với mái tóc đỏ xoăn. Và một người phụ nữ với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xám nhẹ. Họ đều mặc đồng phục màu đỏ và trắng của công viên. Tôi quyết định tiến lại gần người nhân viên gần nhất là cô gái có đôi mắt xanh để hỏi cô ấy giúp đỡ. Chào chị, tôi nói ngượng ngùng. Cô ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười ấm áp. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy thật sự rất đẹp. Chào cậu, tôi có thể giúp gì không? Giọng cô ấy mềm mại và mượt mà. Tôi dừng lại một chút để thu thập suy nghĩ của mình. Tôi đang tìm Nicole, quản lý ở đây. Cô ấy có ở đây không? Lông mày của cô gái nhướng lên. Ồ, cậu là nhân viên mới à? Thật thú vị. Cô ấy cười khúc khích. Sau đó, cô quay sang phải và chỉ về phía một cánh cửa ở phía sau tòa nhà. Văn phòng của cô ấy ở ngay đằng kia. À, cảm ơn chị Luna. Cảm ơn chị Luna. Tôi mỉm cười và gật đầu với cô ấy, nhưng Luna lên tiếng trước khi tôi kịp rời đi. À mà này, tôi chưa biết tên cậu. Ồ, xin lỗi, tôi là Asher. Asher, tên cậu hợp với cậu đấy. Tóc đen rối và đôi mắt xanh, rất bí ẩn. Giọng cô ấy chuyển sang một tông gợi cảm hơn, khiến mặt tôi bắt đầu nóng lên. Ha ha, cảm ơn. Luna cũng hợp với chị đấy. Tôi có thể gọi cậu là Ash không? Tôi không ngại đâu. Tốt quá. Vậy thì hẹn gặp lại cậu sau nhé, Ash. Cô ấy cười nhếch mép và vẫy tay chào trước khi quay lưng đi. Tôi cảm thấy như có bướm bay trong bụng. Không ngờ lại có nhiều cô gái xinh đẹp làm việc ở đây đến vậy. Tôi hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại và nhìn về phía cánh cửa mà Luna chỉ. Sau đó, tôi cẩn thận lách qua đám đông và đứng trước cửa. Tôi gõ cửa, chờ vài giây trước khi nghe thấy tiếng đáp lại từ bên trong. Mời vào. Tôi bước vào phòng cẩn thận và thấy một không gian văn phòng ấm cúng với những kệ sách và áp phích trang trí khắp nơi. Không gian có mùi hương của hoa, có lẽ là do lọ hương thơm đang đặt trên chiếc bàn gỗ ở phía cuối phòng. Ngồi sau chiếc bàn đó là một người phụ nữ có làn da ngăm và mái tóc đen xoăn, đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng cao màu đen. Cô ấy mặc đồng phục giống như các nhân viên bên ngoài. Trước mặt cô ấy là một tờ giấy mà cô ấy đang viết nhanh tay. Khi tôi đóng cửa lại sau lưng, cô ấy ngẩng lên với đôi mắt nâu to tròn. Một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Chào, cậu hẳn là Asher Declan, phải không? Mời ngồi. Cô ấy chỉ vào chiếc ghế da thấp ở trước bàn. Tôi bước lại và ngồi xuống, cảm thấy người mình bắt đầu run lên. Đúng vậy, là tôi. Tốt, tốt. Chào mừng cậu đến với công viên giải trí Smiley. Nếu cậu chưa nhận ra, chúng tôi đang hơi thiếu nhân lực, Nicole nói, đặt cây bút xuống và vén tóc ra sau tai với một tiếng cười lo lắng. Vâng, tôi có thấy. Hy vọng tôi sẽ có thể giúp ích cho các bạn ở đây. Tôi chắc chắn là cậu sẽ làm được. Abby đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về cậu.
Thật ạ, tôi rất vui. Tôi từng là bạn thân với cô ấy hồi cấp 3. Giọng tôi có chút run khi nói đến đoạn cuối câu, bất chợt có một cơn rùng mình chạy qua người tôi. Trong phòng không lạnh lắm, nhưng vì lý do gì đó, tôi lại bắt đầu run lên tệ hơn. Nico nhíu mày, có vẻ nhận ra sự không thoải mái của tôi. Asher, có chuyện gì không ổn à? Hả? À không, mình ổn, chỉ là tự nhiên thấy lạnh chút thôi. Tôi nói, cố vẫy tay một cách hời hợt và ép miệng mỉm cười. Nico gật đầu và cười nhẹ với tôi. Được rồi, bây giờ mình muốn đưa cậu thứ này trước khi cậu bắt đầu công việc. Cô ấy đẩy tờ giấy mà cô vừa viết về phía tôi. Tôi cầm lấy và liếc qua, chữ to đậm ghi rõ, nội quy của công viên. Ồ, danh sách nội quy, cảm ơn Nicole, tôi nói. Cậu nên đọc ngay đi, có vài điều rất quan trọng, nhất là trong thời điểm này trong ngày. Tôi nhướng mày, nhìn cô ấy. Ý cậu là sao? Nicole thở dài, đưa tay lên xoa mắt. Xem này, mấy nội quy của bọn mình có hơi. Cô hạ tay xuống và nhìn tôi với ánh mắt gần như xin lỗi, không giống như bình thường. Tôi cảm thấy một áp lực lạ kỳ trong ngực khi nghe cô ấy nói vậy. Tớ không hiểu lắm. Chỉ cần đọc nội quy đi, rồi cậu sẽ hiểu. Cô ấy đứng dậy và bước đến một cái kệ ở góc trái cuối phòng. Nico kiễng chân với lên kệ trên cùng, lấy xuống một bộ đồng phục công viên gấp gọn. Đây là đồng phục của cậu. Thay vào rồi cậu có thể bắt đầu công việc chính thức. Tôi đứng dậy, cầm lấy bộ đồng phục từ tay cô, giữ tờ nội quy dưới lớp quần áo. Tôi nhìn lên và gật đầu. Cảm ơn Nico. Tớ sẽ thay nhanh rồi đọc nội quy. Nicole dường như ngập ngừng trong giây lát, nhưng cuối cùng cô chỉ đan tay vào nhau và gật đầu. Được rồi, hẹn gặp lại cậu sau, Asher. Chào mừng đến với đội ngũ. Cô ấy mỉm cười và ngồi lại chỗ của mình. Cảm ơn đã đón nhận mình, tôi vui vẻ nói. Rồi tôi quay lại mở cửa phòng và đóng nó lại khi bước ra ngoài. Tôi đi đến phòng vệ sinh ở bên kia tòa nhà và thay vào bộ đồng phục mới. Sau khi thay xong, tôi lấy tờ giấy nội quy mà Nicole đã đưa ra xem. Có vẻ như nó được viết vội vàng, nên tôi đoán cô ấy có thể đã hoàn thành nó ngay khi tôi bước vào. Cố giữ tinh thần lạc quan, tôi bắt đầu đọc nội quy. Nội quy công viên. 1. Đảm bảo tất cả các trò chơi hoạt động bình thường và tắt ngay lập tức nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. 2. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ nhất có thể. Không ai thích một nhà vệ sinh bẩn, kể cả. Ma, tôi khẽ cười. Không ngờ Nico cũng có khiếu hài hước. Nếu cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở trong bất kỳ phòng vệ sinh nào trong tòa nhà hỗ trợ khách, đừng cố mở cửa. Cũng đừng cố nói chuyện với người đó. Hãy để yên cho họ. Điều này khiến tôi hơi giật mình. Có thực sự thường xuyên có người khóc trong nhà vệ sinh ở đây, đến mức phải viết thành quy định không? Tôi đón nhận điều này một cách dè dặt. Mặc dù đứng trong chính cái nhà vệ sinh có thể xảy ra chuyện đó khiến tôi hơi rùng mình. Các quy định sau đó bắt đầu trở nên chi tiết hơn. 4. Trong ca ngày, cậu luôn phải chú ý đến các linh vật của công viên. Các linh vật ở đây là một con kangaroo, một con chó, một con rồng và một con mèo. Tất cả đều có tên kết thúc bằng smiley trên áo. Nếu cậu bắt gặp linh vật nào không mặc áo có tên của mình, hãy bắt nó và vứt vào phòng chứa rác gần tòa nhà hỗ trợ khách. Nếu cậu không kịp, nó sẽ cố bắt cóc trẻ em khỏi bố mẹ. Dù thế nào cũng phải theo sát và ngăn chặn nó. 5. Đừng nói chuyện với một cô gái tên là Luna. Dù cô ấy có mặc đồng phục, cô không phải là nhân viên thật sự ở đây. Cô ấy sẽ hỏi tên của cậu, và nếu cậu trả lời, cô sẽ đặt cho cậu một biệt danh. Sau đó, cô sẽ dõi theo cậu suốt cả ca ngày. Tốt nhất là tránh xa cô ấy càng nhiều càng tốt. Nếu gặp cô ấy, chỉ cần nhìn chằm chằm cho đến khi cô ấy tự bỏ đi. Đừng để cô ấy đến gần quá. Lúc này tôi bắt đầu hoảng sợ. Chắc Nicole không đang nói đến người phụ nữ xinh đẹp mà tôi vừa gặp, đúng không? Cô ấy trông rất lịch sự. Cô ấy có vẻ rất tận tâm với công việc. Không thể nào cô ấy lại làm chuyện đó. Đầu tôi bắt đầu rối tung với những suy nghĩ này và tôi suýt hét lên khi nghe cửa phòng vệ sinh mở ra. Tôi biết đây là nhà vệ sinh nam, nhưng nếu đó thực sự là... Tôi cảm thấy buồn nôn chỉ nghĩ đến khả năng đó. Cơn run rẩy từ trước lại trở lại dữ dội hơn, và tôi bắt đầu loạng choạng đứng không vững. Nơi này mang đến cho tôi cảm giác thật tồi tệ. Tuy nhiên, tôi quyết định can đảm đối mặt và xem đó là ai. Với đôi tay run rẩy, tôi mở khóa cửa và đẩy nó ra. Chào đón tôi là người đàn ông cao, tóc vàng từ bên ngoài. Anh ấy nhìn tôi, trên mặt thoáng qua một biểu cảm tò mò. Này, cậu mới đến đây phải không? Tôi gật đầu, không dám chắc giọng mình có giữ được bình tĩnh nếu tôi nói.
anh ta nhíu mày. Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ hơi hoảng sợ. Ủa, mình ổn, tôi nói, cố hít một hơi sâu ngay sau khi nói xong. Cậu chắc chứ? Anh ta nhìn xuống tờ giấy trong tay tôi, lông mày anh ta nhướng lên. Chết tiệt, cậu đang đọc nội quy à? Sau đó, anh ta nhìn xuống sàn trong giây lát, dường như chìm vào suy nghĩ. Sự nhận thức dần hiện lên trên khuôn mặt anh ta khi anh ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Giọng anh ta trầm và chậm rãi. Cậu đã gặp chuyện gì rồi phải không? Luna, quy định về cô ấy có thật không? Tôi bất giác thốt lên. Anh chàng mím môi lại thành một đường mỏng. Ừ, cô ta đang ở bên ngoài đó. Anh ta hất đầu về phía cửa phòng vệ sinh. Cô ta đã cố nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi đều lờ đi. Chết tiệt, sao tôi lại phá luật rồi? Mới đến đây khoảng 20 phút thôi mà. Tôi nghĩ thầm, muốn đấm vào mặt mình thật mạnh. Này, cậu trông xanh xao lắm. Cậu chắc là ổn chứ? Anh ta đặt một tay mạnh mẽ lên vai tôi. Làm sao để đối phó với cô ấy? Mình phải làm gì? Tôi hỏi, giọng bắt đầu hoảng loạn. Anh chàng giơ hai tay lên như để trấn an. Này, bình tĩnh nào. Chết tiệt, cậu đã nói chuyện với Luna rồi à? Anh ta lắc đầu, khoanh tay lại. Anh gõ gót chân xuống đất suy nghĩ. Cậu nói chuyện với cô ta trước khi nhận được nội quy đúng không? Lúc đó cậu đâu có biết. Cô ấy trông giống như nhân viên bình thường thôi mà. Cô ấy thực sự là giả à? Tôi không nghĩ cô ta là con người, thành thật mà nói. Máu tôi lạnh toát khi nghe câu này. Không để ý đến sự hoảng sợ đang dâng lên trong tôi, anh ta tiếp tục. Tôi đã từng gặp chuyện này một lần trước đây. Cách tôi xử lý là luôn di chuyển liên tục. Cố gắng đừng ở yên một chỗ quá lâu. Cô ta sẽ bắt kịp cậu như thế. Tuy nhiên, anh ta giải thích, giơ một ngón tay lên. Tôi biết một cách để lừa cô ta. Cậu chỉ có thể tránh cô ta khi ở trong nhà vệ sinh, mặc trang phục linh vật hoặc đang điều khiển một trò chơi. Tôi để lời nói của anh ta thấm vào đầu rồi gật đầu. Tốt rồi. Nhưng cậu phải đổi trò chơi mỗi giờ. Đó chỉ là cách tạm thời để kéo dài thời gian thôi. Thực ra, ở trong nhà vệ sinh quá một giờ sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. Tôi biết có người từng bị cô ta đi thẳng vào và nhìn qua khe cửa buồng. Anh ta lắc đầu, mặt nhăn nhó. Tôi tưởng tượng ra cảnh đó xảy ra với mình và cảm thấy dạ dày co thắt lại. Còn vụ mặc trang phục linh vật thì sao? Tôi cố hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Đó là cách vĩnh viễn để cô ta không đến gần cậu, ít nhất là trong ngày hôm đó. Thực tế, cô ta sẽ quên cậu sau khi ca ngày kết thúc nếu cậu đã nói chuyện với cô ta. Mọi thứ sẽ được đặt lại vào ngày hôm sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi chỉ cần đối phó với Luna trong suốt ca ngày hôm nay thôi. Chắc không quá khó, phải không? Cũng tốt đấy, tôi đoán vậy. Tôi vuốt tóc, nhăn mặt vì tóc đã ướt đẫm mồ hôi do cơn hoảng loạn. Tôi là Liam, nhân tiện nói luôn. Anh chàng nói đưa tay ra. Anh ta cười khẩy. Đừng lo, không có quy định nào về tôi trên danh sách đó đâu. Tôi cười yếu ớt. Cảm ơn Liam, tôi là Asher. Tôi bắt tay anh ta và lắc nhẹ. Rất vui được gặp cậu. Được rồi, chúc may mắn Asher. Anh ta gật đầu với tôi, rồi bước vào một buồng vệ sinh. Tôi hít một hơi thật sâu để cố làm dịu cơn run, cũng chỉ hiệu quả được chút ít, rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Ngay lập tức, tôi tìm kiếm Luna. Tôi thấy cô ấy ở phía bên kia tòa nhà, gần văn phòng của Nicole. Ý nghĩ rằng cô ta nghĩ tôi vẫn đang ở trong phòng với Nicole khiến tôi sợ hãi, và đó có thể là lý do cô ta đang ở đó. Cô ấy đang lau bàn, không có biểu hiện gì đáng ngờ. Tôi quyết định tận dụng cơ hội này để rời khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể. Tôi đẩy cửa ra và đi nhanh về phía trung tâm công viên. Tôi muốn tìm Abby và hỏi cô ấy về mấy quy định này. Có lẽ cô ấy có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về chúng. Tôi quyết định đi chậm lại một chút và đọc phần còn lại của quy định trong khi đi, luôn để mắt tìm kiếm Luna hoặc Abby. 7. Luôn đeo đồng hồ trên người, một số quy định rất nhạy cảm về thời gian. 8. Từ 11 giờ đến 11 giờ 10 sáng, hãy đến chỗ trò chơi thuyền Overboard và ném một đồng xu vào nước. Chúng tôi luôn có sẵn một lọ xu ở bảng điều khiển của trò chơi. Điều này sẽ làm hài lòng sinh vật sống dưới nước. Hãy đảm bảo thực hiện trong khoảng thời gian này. Nếu không, cậu sẽ đặt không chỉ bản thân mà còn những người khác vào nguy hiểm. Từ 11 giờ đến 11 giờ 10 sáng, chắc đây là chỗ mà Abby đã chạy đi lúc nãy. Có lẽ mình sẽ bắt gặp cô ấy ở đó, tôi nghĩ. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ đã là 11 giờ 35. Hy vọng cô ấy đã bắt đầu làm việc ở trò chơi sau khi ném đồng xu xuống nước
hoặc ít nhất vẫn còn ở quanh khu vực đó. Tôi gấp tờ giấy lại và nắm chặt trong tay, bước nhanh về phía trò chơi thuyền Overboard, không ngừng để ý xung quanh xem có thấy Luna không. Cuối cùng, tôi tìm thấy một bản đồ lớn với vị trí của từng trò chơi và lần theo đó đến chỗ thuyền Overboard. Đó là một trong những trò chơi dạng máng nước, nơi người chơi sẽ lao xuống một bể nước lớn ở cuối trò chơi. Nước chảy từ đầu đến cuối trò chơi. Tôi tiến lên phía trước và cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua khi nhìn thấy Abby ngồi trên chiếc ghế đầu, cạnh hệ thống điều khiển của trò chơi. Tôi cũng nhìn thấy một lọ đựng đầy đồng xu nhỏ đặt trên kệ ngay cạnh cô ấy. Abby, cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt mở to rồi mỉm cười. Asher này! Cô ấy vẫy tay gọi tôi và tôi bước vào khu vực có mái che nhỏ nơi cô cùng một nhân viên khác đang vận hành trò chơi. Tôi muốn nói chuyện với cô, tôi thốt lên, giọng thở dốc. Abby nhíu mày. Chuyện gì vậy? Tôi giơ tờ danh sách quy định lên. Khuôn mặt cô ấy ngay lập tức thay đổi, trở nên nghiêm trọng. Abby đứng lên và nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế đầu kế bên. Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ? Chàng trai gật đầu với cô và Abby bước ra khỏi khu vực. Tôi nhanh chóng theo sau. Cô ấy đi đến một chiếc ghế dài cách đó vài bước chân và lấy tờ giấy từ tay tôi. Cô cũng biết những quy định này đúng không? Tôi hỏi. Khuôn mặt Abby nhăn lại, trông như cô ấy đang buồn bã. Đáng tiếc là có, tôi cũng đã vi phạm vài điều rồi. Mắt tôi mở to. Cô đã vi phạm? Ừ, vụ của Luna thực ra là hai lần rồi. Cô ấy trả lại tờ giấy cho tôi. Hai lần sao? Abby gật đầu. Cô nhìn tôi và nói với giọng nhỏ hơn. Luna không bao giờ trông giống nhau. Mỗi ngày, cô ta thay đổi ngoại hình một cách đáng kinh ngạc. Tôi đã bị lừa một lần trước khi nhận được quy định và lần thứ hai chỉ vì Luna hôm đó trông quá khác. Tóc, màu da, giọng nói, thậm chí cách cô ta nói chuyện với tôi. Tôi đã tin chắc rằng đó là một Luna khác. Rồi sau đó, tôi phát hiện ra cô ta cứ đi theo tôi suốt ca sáng và từ đó rút ra bài học rằng không bao giờ nên tin bất kỳ nhân viên nào có tên là Luna. Chuyện đó, thật điên rồ. Ừ, thực ra tôi đã thử nói chuyện với cô ta lần thứ ba và cố cho cô ta một cái tên giả. Tất cả những gì cô ta làm là nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói, hãy nói sự thật. Tôi chỉ lặng lẽ bỏ đi mà không nói thêm lời nào. May thay, cô ta không đi theo tôi sau đó, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm. Liam nói đúng, cô ta chắc chắn không phải con người. Ồ, cậu đã nói chuyện với Liam à? Tốt quá, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều trong ngày đầu tiên. Anh ấy có vẻ tốt. Ở đây tôi cần tất cả sự giúp đỡ mà mình có thể nhận được. Tôi khẽ lắc đầu và nhìn quanh công viên. Đột nhiên, tôi cảm thấy tê dại cả người khi nhìn thấy một nửa cơ thể của Luna đang ló ra từ phía sau một quầy bán đồ ăn nhẹ. Mắt cô ta mở to, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy ám ảnh. À Asher, cậu ổn chứ? Abby hỏi, tay cô đặt lên cánh tay tôi. Nhưng tôi không dám rời mắt khỏi Luna. Tôi quá sợ để làm điều đó. Sau khoảng 20 giây, tôi thấy Luna cuối cùng cũng quay người và đi về phía khu vực mà tôi vừa đi qua. Chết tiệt! Tôi thốt lên, giọng yếu ớt như thì thầm trước tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thề rằng tim mình đang cố phá vỡ lồng ngực với sức mạnh mà nó đập. Tôi loạng choạng và ngồi xuống ghế dài, cảm giác như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Asher! Asher! Nói gì đi? Cậu ổn chứ? Abby ngồi xuống bên cạnh, tay cô vẫn đặt trên cánh tay tôi. Giọng cô ngày càng trở nên hoảng hốt theo từng lời nói. Ừ, mình ổn, chỉ là vừa thấy Luna. Abby phát ra một tiếng ậm ừ đầy cảm thông. Ít nhất thì cậu đã bắt gặp cô ta. Thật đáng sợ, tôi vừa nói chuyện với cậu và đột nhiên cậu tái nhợt đi. Ý, cứ ngồi nghỉ một chút, hít thở đi nhé. Tôi sắp quay lại chỗ Overboard với Joss. Cậu cần nước hay gì không? Không cảm ơn, tôi sẽ ổn. Cảm ơn vì đã đề nghị. Abby gật đầu với tôi. Được rồi, nếu cần gì, cứ nhắn cho tôi nhé. Gặp lại cậu sau. Chúng tôi vẫy tay chào nhau và tôi nhìn cô ấy chạy về khu điều khiển, ngồi lại vào ghế bên cạnh chiếc lọ đầy đồng xu. Trong ngày hôm nay, có lẽ là lần thứ 10, tôi hít một hơi thật sâu, cố làm dịu đầu óc đang quay cuồng. Với đôi tay hơi run, tôi tiếp tục đọc những quy định còn lại. May mắn thay, chỉ còn 2 quy định nữa trong danh sách. 9. 2 quy định cuối chỉ áp dụng cho ca dọn dẹp, vì chúng chỉ có hiệu lực khi công viên đã hoàn toàn trống, chỉ còn lại nhân viên. Đầu tiên, đúng 1 giờ sáng, máy tiên tri sẽ tự động kích hoạt. Nhân vật tiên tri sẽ hỏi bất cứ ai đi ngang qua rằng họ có muốn ước điều gì không,
đổi lại nó sẽ tiên đoán cho bạn. Nếu bạn nói ra điều ước của mình, nhân vật này sẽ nói cho bạn chính xác thời gian và ngày mà bạn sẽ chết, thường không quá 12 tiếng sau đó. Hãy cố tránh xa khu vực này từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi sáng. Nếu lỡ đi ngang qua, chỉ cần bỏ một đồng xu vào khe máy và rời đi mà không nói gì. Điều này sẽ khiến nhân vật tiên tri không làm phiền bạn nữa, ít nhất là trong suốt ca dọn dẹp. Điều 10. Tuyệt đối không. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được nói chuyện với Mikey trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không biết hắn là gì, nhưng chúng tôi biết hắn rất nguy hiểm. Tôi thậm chí còn không biết hắn trông ra sao vì chưa từng có nhân viên nào tiếp xúc với hắn mà quay lại báo cáo. Họ thường mất tích vào hôm sau hoặc không bao giờ trở lại nữa. Mikey chỉ là cái tên chúng tôi đặt cho sự dị thường này để có cách gọi hắn. Tôi không có bất kỳ lời khuyên nào thực sự về Mikey ngoài việc hãy chú ý bất kỳ ai ở công viên sau giờ hoạt động mà không phải là nhân viên. Chỉ cần cầu mong rằng hắn đừng xuất hiện. Thật là tệ. Ngoài con nhỏ Luna đáng sợ kia, giờ tôi còn phải lo vụ cái máy bói toán và dính vào chuyện của Mikey sau giờ làm. Ngày đầu tiên thật là một mớ hỗn độn, tôi lẩm bẩm. Tôi thở dài bực bội và đứng lên, chuẩn bị quay lại làm việc. Cả sáng còn lại trôi qua khá êm xuôi so với tình huống tôi vô tình vướng phải. Abby đã đi cùng tôi phần lớn thời gian trong ngày, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi đã bắt gặp Luna thêm 5 lần khác, lo lắng khi cô ấy ngày càng tiến lại gần hơn. Tôi chưa từng đụng độ với linh vật giả nào, nhưng tình cờ thấy Liam đang kéo một linh vật hình con gấu koala vào phòng đổ rác khoảng giữa ca trực. Tôi quyết định đứng ở cửa phòng rác và xem chuyện gì đang xảy ra, khẽ mở cửa để nhìn trộm. Tôi thấy Liam đi về phía một cái lò nung và bật nó lên, mạnh tay đẩy linh vật vào trong. Con linh vật hét lên đau đớn, chất dịch đen chảy ra từ mắt, miệng và mũi khi Liam nhét nó vào lửa. Chất lỏng đen đó tràn ra sàn với những tiếng bắn lộp bộp ghê rợn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Liam đóng nắp lò lại và thở dài, lấy tay lau trán. Tôi lặng lẽ đóng cửa và rời khỏi khu vực đó sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Ca đêm cũng khá nhẹ nhàng. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là khi tôi dọn nhà vệ sinh nam trong tòa nhà hỗ trợ khách. Khi đang lau gương, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc nức nở từ buồng vệ sinh xa nhất. Tôi ngừng lại và lắng nghe một lúc. Tôi không thể phân biệt đó là tiếng nam hay nữ, chỉ biết đó là tiếng khóc nức nở cuồng loạn. Tôi nhớ đến quy tắc và tiếp tục lau dọn, mặc dù rất khó tập trung khi tiếng khóc cứ vang lên sau lưng. May mắn là tôi đã dọn xong các buồng vệ sinh trước khi tiếng khóc bắt đầu. Tiếng khóc đó tiếp tục cho đến khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh và tôi đã nhanh chóng ra khỏi đó ngay khi mọi thứ đã sạch sẽ. Sau đó là ca dọn dẹp cuối ngày. Nhóm làm việc cùng tôi gồm có Abby, Liam, Nicole và hai người khác mà tôi thấy làm việc trong tòa nhà hỗ trợ khách. Nicole tập hợp mọi người lại và hướng dẫn nhanh về những việc cần làm. Chúng tôi cần dọn dẹp nhà vệ sinh, quét sàn của tất cả các tòa nhà, nhặt rác trên mặt đất, đảm bảo tất cả máy móc đã tắt và kiểm tra lần cuối để đảm bảo các trò chơi sẽ hoạt động bình thường vào ngày hôm sau. Chúng tôi chia nhóm và bắt tay vào công việc. Tôi làm việc cùng Abby và Liam, quét sàn trong khu vực trò chơi điện tử. Nơi này khá rùng rợn sau giờ hoạt động nhỉ? Liam nói. Tôi bật cười. Nơi này lúc nào cũng rùng rợn, bất kể giờ nào, tôi đáp. Dù sao cậu cũng làm tốt lắm cho ngày đầu tiên, Abby nói. Ngay cả với vụ Luna nữa. Tôi nhún vai. Thực ra thì cũng dễ xử lý hơn tôi tưởng. Dù vậy vẫn khá khó chịu. Cô ấy không giấu kỹ lắm, nên tôi đã bắt gặp mỗi lần cô ấy xuất hiện. Nhưng cô ấy vẫn lại gần quá mức cho phép. Tôi suýt bị cô ấy bắt được một lần, Liam nói. Đổ rác từ cây chổi vào thùng ở cửa. Con nhỏ đó đứng ngay phía bên kia cửa nhà vệ sinh khi tôi mở ra. Ôi trời, kinh khủng quá. Tôi nghĩ ngợi một lúc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự bị cô ấy bắt được? Không biết, tôi cũng không có ý định tìm hiểu. Có giả thuyết rằng cô ấy sẽ đưa cậu đến một nơi mà không ai có thể tự tìm ra, Abby thêm vào. Nghe đáng sợ thật. Ừ, nhưng sau khi biết quy tắc về cô ấy và thận trọng hết mức khi gặp cô ấy, chắc cũng không khó để tránh bị bắt, Abby nói với giọng an ủi. Tôi mỉm cười với cô ấy. Tôi nghĩ giờ mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, không định để cô ấy lừa mình lần nữa. Khôn ngoan đấy, Liam nói. Anh ta vươn vai than thở. Thôi, tôi đi vào nhà vệ sinh nhanh cái, rồi qua khu quà lưu niệm. Ừ, chắc khu này cũng sạch rồi, Abby nói, nhìn xung quanh khu trò chơi điện tử.
Cô quay sang Liam. Tôi sẽ gặp cậu ở khu quà lưu niệm nhé. Được rồi. Liam nhìn tôi, chỉ tay. Cậu đi cùng chứ? Ừ, tôi sẽ vứt rác ở đây trước. Tôi đi đến thùng rác và đổ rác từ chổi của mình vào đó. Abby cũng làm theo. Sau đó, tôi lấy nắp thùng và cầm mép túi rác. Được rồi, gặp cậu ở đó nhé, Liam nói. Anh ta chào tạm biệt tôi rồi bước ra khỏi cửa. Abby vẫy tay chào. Chút nữa gặp lại nhé, Asher. Tôi cảm thấy một nụ cười nhẹ bất chợt hiện lên trên môi. Cô ấy vẫn dễ thương như hồi cấp 3. Tôi vẫy tay đáp lại. Ừ, gặp lại sau. Cô ấy bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng. Khu trò chơi điện tử trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh của túi rác kêu sột soạt khi tôi lấy nó ra và buộc lại. Tôi đặt cây chổi và hốt rác trở lại tủ đựng dụng cụ rồi rời khỏi khu trò chơi điện tử. Làn gió mát đêm tối thổi vào mặt khi tôi bước ra ngoài. Một cách kỳ lạ, cảm giác lúc đó có phần yên bình. Những ánh đèn mờ ảo từ các tòa nhà mà nhân viên vẫn còn làm việc, tiếng gió thổi qua những tán lá gần đó, và cảm giác có những người tôi quen biết và tin tưởng xung quanh khiến tôi thấy an toàn, dù biết rõ về những quy tắc kỳ quặc liên quan đến thời điểm đêm khuya này. Tôi đi tới phòng đổ rác, nơi trước đó tôi đã thấy Liam xử lý bộ đồ linh vật. Bước vào phòng khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhớ đến những gì vừa xảy ra chỉ vài tiếng trước. Tôi ném túi rác vào một trong những thùng rác lớn, mắt vẫn dán chặt vào cái lò nung. Khi đóng nắp thùng lại, tôi quyết định tiến lại gần cái lò để xem xét. Tôi quá hèn để mở nắp lò ra, nhưng tôi có kiểm tra xem có dấu vết nào của chất dịch đen mà trước đó đã chảy ra từ bộ đồ linh vật không. Nhưng thật bất ngờ, tất cả đều biến mất. Dù tôi chắc chắn đã thấy nó trên sàn, nhưng giờ không còn dấu vết nào nữa. Tôi có thể đoán rằng Liam đã dọn sạch, nhưng tôi không nhớ anh ta quay lại phòng rác sau đó. Có vẻ như chất dịch đen đó đã bốc hơi mất dù nó có kết cấu đặc sệt. Cuộc điều tra của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Asher, cậu có tới không? Mọi người đang chờ cậu đó. Đó là Abby. Tôi chợt nhận ra mình đã mất nhiều thời gian hơn cần thiết chỉ để đổ rác từ khu trò chơi điện tử. Ồ, xin lỗi, tôi tới ngay. Tôi đáp lại. Sau khi quét mắt nhìn cái lò lần cuối, tôi quay người rời khỏi phòng rác, đóng cửa lại sau lưng. Tôi bắt đầu đi về phía cửa hàng quà lưu niệm thì lại nghe thấy Abby gọi. Ồ, đợi đã, cậu có thể qua giúp tôi với chỗ rác ở Crispy's Burger Joint được không? Nó sắp tràn ra ngoài rồi. Được thôi, tôi sẽ qua ngay. Tôi rẽ phải thay vì tiếp tục đi thẳng, hướng về phía nhà hàng nơi Abby đang đứng. Khi tôi tới và đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy ai cả. Abby, không có tiếng đáp lại. Abby, cậu có ở đây không? Tôi thử gọi thêm lần nữa, vẫn không có phản hồi. Tôi bước thêm vài bước vào bên trong nhà hàng tối tăm, rồi tôi thấy nó, một bóng hình đứng cách tôi vài bàn. Tôi đông cứng lại, nhìn chằm chằm vào bóng người. Không, tôi thậm chí không thể gọi nó là người. Chắc chắn nó có hình dáng giống một con người, nhưng hoàn toàn trong suốt. Tôi có thể thấy phần phía sau nhà hàng qua thân hình của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy một đường viền mờ, hơi phát sáng, và đó là cách duy nhất tôi có thể nhận ra một số đặc điểm. Tôi nhận thấy nó có mái tóc lòa xòa, dài đến ngang cổ và cong lại gần tai. Nó cao bằng tôi và có thân hình gầy. Tôi không thể thấy nét mặt của nó, bởi nó gần như vô hình, và tôi suýt hét lên khi nghe thấy nó cười khúc khích. Asher phải không? Cậu là người mới? Tôi rất vui vì có thêm người ở quanh đây. Không ai thích chơi với tôi cả. Cái bóng nói bằng giọng ngọt ngào, bước về phía tôi bằng những bước chân im lặng. Tôi vô thức lùi lại một bước, sẵn sàng chạy nếu cần. Tôi cắn chặt miệng. Bóng hình nghiêng đầu sang một bên. Sao vậy? Cậu tới đây vì tôi đã gọi mà, phải không? Đợi đã. Cái gì? Abby đã gọi tôi mà. Không phải. Thứ này. Đây không phải là Abby. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được sự nhận thức đang hiện lên trên khuôn mặt trong suốt của cái bóng. Ồ, cậu tưởng Abby gọi cậu à? Phải không? Ha ha ha! Cái bóng kéo một chiếc ghế từ cái bàn ngay trước mặt tôi. Nếu không có cái đường viền mờ nhạt, có lẽ sẽ trông như chiếc ghế tự di chuyển. Nó ngồi xuống, vắt chân và đặt tay lên bàn. Tôi lừa được cậu rồi, phải không? Không, Abby không có ở đây đâu. Chỉ có tôi thôi. Tôi chỉ muốn thử lừa người mới và có vẻ thành công rồi. Thật là hài hước. Cái quái gì thế này? Nó là ma à? Hay tôi bị ảo giác? Tôi có điên không sau tất cả những gì đã thấy trong ngày hôm nay? Tôi lắc đầu, lùi thêm một bước. Một cảm giác đau đớn như dao đâm vào tim và bụng tôi, cảnh báo rằng tôi không nên nói chuyện với thứ này.
Ai mà biết được, có thể nó là... Tên tôi là Mikey. Cái bóng chìa tay ra với tôi. Rất hân hạnh được gặp cậu.